Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Thưa quý vị, mùa xuân luôn luôn là mùa khởi đầu của những điều tốt lành và ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa chỉ thực sự đến khi con người ta biết vượt qua nghịch cảnh để tự vẽ lên một bức tranh cuộc đời tươi sáng hơn. Vâng, với các bạn trẻ khuyết tật thuộc hợp tác xã Vụn Art thì cũng vậy. Ghép những mảnh vụn vải thành những bức tranh sinh động đầy sắc màu. Họ đang cùng ghép lên một bức tranh ý nghĩa hơn cho chính cuộc đời của mình. Trong phóng sự sau, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ họ để hiểu hơn cách mà họ đang thổi hồn cho những mảnh vải vụn như thế nào. Thuyền em hơi tàu. Ra hết từ đây. Vụn là lấy những mảnh vải vụn để ghép thành một bức tranh. Còn như vụn mà ví dụ như nói về các bạn khuyết tật ở trong này thì là những một người khuyết tật là cũng một thành một mảnh vải vụn ghép vào cũng có thể thành một bức tranh được. Đấy là ý nghĩa của câu vụn đó, nó như vậy ạ. Dù cơ thể không thật hoàn hảo nhưng có thể sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa có lẽ luôn là một phương châm sống mà chị Linh và 20 thành viên khác của hợp tác xã Vụn Art luôn theo đuổi. Thông điệp đó đã thể hiện qua các sản phẩm thủ công đặc biệt như chính người lao động nơi đây. Thì mình mới làm được ở Vụn Art này 6 tháng rồi. Mình làm từ tháng 7. Thì mới đầu thì mình cũng mới học việc ấy. Thì cảm thấy là cũng hơi khó khăn một chút. Thì mình chưa làm quen. Bây giờ làm quen rồi thì cũng cảm thấy là cũng cảm thấy ý nghĩa hơn. Vì vừa là làm để cho các bạn khuyết tật có thể có các cái công việc phù hợp với cả mình và lan tỏa được những cái thông điệp cho mọi người là khi những người khuyết tật có thể làm được mọi việc không cần phải người khác giúp đỡ, tự kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình. Với cái suy nghĩ và mong muốn là người khuyết tật phải làm ra những sản phẩm mà không khuyết tật thì tôi sáng lập ra Vụn Art để khơi gợi lại và cho trong cái người khuyết tật ấy, người ta tư duy để làm ra những cái sản phẩm mà như tôi vừa nói là nó người khuyết tật nhưng nó sản phẩm nó không khuyết tật để có thể cạnh tranh được một cách sòng phẳng với những cái với trên thị trường. Chỉ có như vậy thì người khuyết tật chúng tôi mới có một cái việc làm và cái thu nhập bền vững. Ngoài ra thì chúng tôi còn tái sử dụng cái nguyên liệu của làng nghề, cụ thể là làng lụa Vạn Phúc. Biết đến tranh của Vụn Art đã lâu, nhưng nếu không thực sự được trải nghiệm công việc này cùng họ, có lẽ chẳng bao giờ chị Quyên hiểu hết những khó khăn khi tạo ra sản phẩm từ vải vụn lụa với những đặc thù riêng. Khi mà mình được trải nghiệm làm cùng với các bạn ở đây, thì là mình thấy là để làm nên một bức tranh thì rất là cần rất là nhiều công và rất là cầu kỳ, và thực sự ra là cái sản phẩm làm ra thì rất là giá trị. Vì sao? Vì những cái chi tiết mà để làm nên một bức tranh đấy thì nó không phải là như những bức tranh mà vẽ hoặc là gì đó, mà các cái chi tiết rất là nhỏ nhặt mà cần rất là sự tỉ mỉ, cầu kỳ và sự kiên trì, và rất là mình cũng cảm thấy là rất là cảm phục những cái bạn ở đây. Theo anh Lê Việt Cường, Vụn Art đã từng được UNESCO đánh giá là mô hình sáng tạo bền vững, vừa sáng tạo về văn hóa, phát triển sản phẩm của làng nghề Vạn Phúc, vừa bền vững về việc làm cho nhóm yếu thế. Vụn cũng đã đạt chứng chỉ OCOP 4 sao, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng và ý tưởng. Những đánh giá giống như một món quà cho những nỗ lực không mệt mỏi của các thành viên trong ngôi nhà Vụn Art. Một miếng vải vụn bỏ đi, nếu biết sử dụng, nó sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Một người khuyết tật cũng vậy, nếu đặt họ đúng chỗ, sẽ tạo nên giá trị cho cuộc sống này. Triết lý sống ấy chính là nguồn động lực lớn, để mỗi ngày đồng hành cùng Vụn Art trở nên ý nghĩa hơn. Luôn nỗ lực và không ngừng hy vọng cho những điều tốt đẹp hơn trong năm mới này. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE, trưa nay do lượng xe quá đông kèm theo một số phương tiện gặp sự cố trên cầu Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng dài xe rồng rắn nhiều km. Các tài xế cho biết quãng đường cao tốc chỉ dài 55 km nhưng đi mất hơn 2 tiếng.
Trước tình hình này, thì đơn vị VEC đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước và xả trạm Dầu Dây để đảm bảo lưu thông. Trong Tết Nguyên đán thì người dân du xuân tăng đột biến, nhiều cao tốc cũng gặp tình cảnh tương tự. Tuyến quốc lộ 51 từ Đồng Nai đi Bà Rịa Vũng Tàu cũng bắt đầu đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm và gặp nhiều khó khăn. Tuyến quốc lộ 20, quốc lộ 1A hướng Đồng Nai đi Phan Thiết, Bình Thuận và Đà Lạt, Lâm Đồng cũng bắt đầu đông xe khi mà người dân từ các tỉnh thành đổ về các điểm du lịch nổi tiếng. Thưa quý vị, ăn lán, ngủ rừng đã trở thành chuyện thường ngày của những người lính biên phòng. Nhất là từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chốt biên phòng đã phải tăng cường lực lượng, trực chốt 24/7 để ngăn chặn dịch. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về bữa cơm đầu năm mới của các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhà, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Thời tiết nó nắng, cái việc đi lại của anh em mình là rất thuận tiện. Nếu mà thời tiết nó mưa thì cái việc đi lại của anh em rất khó khăn, đường rất trơn. Đây ạ, đến chốt đây rồi. Chào anh em tổ chốt Pu Lau nhá. Đầu xuân, Trung tá Nguyễn Hồng Quân, đồn trưởng đồn biên phòng Mường Nhà, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên sẽ đi đến từng chốt để chúc Tết và thăm hỏi động viên anh em trong đơn vị. Tại chốt Pu Lau, bánh trưng xanh, canh đào rừng, mọi thứ thật đơn giản nhưng cũng thành cái Tết của người lính. Trong bữa cơm tối, cán bộ chiến sĩ tranh thủ trao đổi công việc và quán triệt nhiệm vụ đầu xuân năm mới. Tiếp tục tổ chức tuần tra khép kín biên giới, làm tốt cái nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh và phòng chống dịch COVID và thường xuyên tổ chức tuyên truyền bà con nhân dân là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt cho Đảng ủy ban chỉ đồn xin chúc các đồng chí cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tổ chức Pu Lau thì một năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Từ khi dịch bùng phát, các chiến sĩ chốt Pu Lau phải đảm bảo trực chiến 24/7 với 100% quân số. Và đây đã là năm thứ hai liên tục Thượng úy Trần Văn Duy cùng đồng đội của mình phải ở lại đơn vị trực chốt. Xuân này, món quà anh gửi về gia đình chỉ có lời chúc mừng năm mới. Ước vọng thì chỉ mong cho làm sao cho gia đình mình bước sang năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công trong mọi việc. Và cũng mong sao là sang năm mới thì cái tình hình dịch bệnh COVID thì nó sẽ chấm dứt để cho cuộc sống nó đi vào bình thường. Địa hình biên giới Điện Biên đặc biệt phức tạp, nhiều đường mòn tiểu ngạch. Các đối tượng còn canh chiến sĩ trực chốt, chia thành các nhóm nhỏ, lợi dụng đêm tối, luồn rừng, xâm nhập địa bàn, trốn tránh kiểm soát. Thế nên, mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia chốt trực đều ý thức trách nhiệm công việc cao, miệt mài, ngày đêm tuần tra, mật phục, không để tội phạm lợi dụng xâm nhập địa bàn, nhập cảnh trái phép. Thời tiết mưa gió thì lực lượng bộ đội phòng thì chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức cho anh em tuần tra biên giới để nắm tình hình cái hoạt động xuất nhập cảnh để chúng ta kịp thời xử lý báo cáo bộ chỉ huy. Sau bữa cơm tối, các chiến sĩ chốt Pu Lau lại nhanh chóng chuẩn bị lên đường tuần tra bảo vệ biên giới. Đường tuần tra ở đây nhiều đoạn dốc dựng ngược nên cơ động hết sức khó khăn. Tuy nhiên, từ khi lập chốt đến nay, các chiến sĩ Pu Lau chưa bỏ một chuyến tuần tra biên giới nào. Các chốt trạm kiểm soát được lập trên các đường mòn, lối tắt, tạo thành vành đai khép kín nơi biên giới, nâng cấp độ bảo vệ, phòng thủ tuyến biên giới, nhất là trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.